Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cái series về chu trình phốt pho ở trong cái bể nước mặn và nước ngọt các bạn Cái clip này đã quay lần này là lần thứ ba rồi các bạn Hai lần trước quay đều bị lỗi, mỗi lần quay đều trên 40 phút hết Cho nên nó rất là nản các bạn ơi Nó rất là nản khi mà một cái clip phải quay đi quay lại nhiều lần, nói đi nói lại như con bò mà ở lên nhai lại vậy đó cái chu trình phốt pho này nó sẽ gắn liền với cái chu trình nitơ nha các bạn nha. Các bạn phải xem chu trình nitơ xong rồi các bạn mới cho xem chu trình phốt pho. Phạm vi áp dụng của nó là vừa nước ngọt và vừa nước mặn và những cái bạn nào mà thuần nuôi cá thì không cần xem cái clip này bởi vì cá nó không có bị tác động bởi phốt pho mà nó chỉ tác động bởi nitơ thôi. Đó. Phốt pho nó đến từ đâu các bạn? Nó đến từ cái giống y như là cái sườn của chu trình điơ thì mình sẽ đi theo cái sườn giống y chang vậy. thì đầu tiên là phốt pho nó đến từ đâu? thì nó đến giống y chang như là cái thằng trong chu trình tơ luôn mà nó có thêm một vài cái nữa. thứ nhất đó là nó đến từ những cái chất thải. ở cái chất thải này á thì nó sẽ tồn tại ở dưới dạng là thức ăn thừa phân cá xác chết xác chết thì có xác chết của cá xác chết của suy sinh xác chết của tảo thực vật và phát pho nó tồn tại trong bể cũng dưới dạng hai dạng luôn đó là hữu cơ và vô cơ vô cơ thì nó chỉ tồn tại dưới dạng b 4 thôi thậm chí các bạn lấy cái bộ phát pho là cái bộ mà bón lân các bạn bỏ vô trong hồ thì nó cũng thành b 4 mà nó không thể nào tồn tại dưới dạng b nguyên tử phát pho tự do mà nó phải chuyển qua cái nguyên tử b 4 là phát pháp còn đối với dạng hữu cơ thì nó sẽ nằm ở trong protein nó nằm trong xác thực vật xác động vật chết này các bạn nhìn thấy những cái hình minh ngoài như thế này trong nhớt cá và nước tiểu của cá nó chỉ có nitơ chứ nó không có phấp pho nha các bạn nha cho nên là ở đây mình nó nói là xác mình nói là phân cá thức ăn thừa chứ mình đâu có nói là nước tiểu hay là nhớt cá giống như là chu trình nitơ đâu bởi vì ở trong đó nó không có nó không có các bạn đối với cái nguồn thức ăn thừa là cái nguồn mà đóng góp cái nguồn phốt pho nó rất là lớn ở trong hồ nó đóng góp nhiều nhất còn mấy thằng kia thì nó sẽ ít hơn nó sẽ ít hơn và một cái nữa đó là than hoạt tính bất kỳ một cái than hoạt tính nào nó cũng sẽ có phốt pho hết các bạn nó cũng sẽ nhả ra phốt pho và nó tạo b 4 ở trong hồ nước hết nó nhiều hay là nó ít tùy theo công nghệ của từng hãng thôi nếu mà sắp từ trên xuống thì những cái than mà gọi là than trung quốc than gáo dừa đó thì nó là cái hàm lượng mà B4 nó cao nhất xong rồi cái hàm lượng mà của á thì kem nó nói rằng hàm lượng matrix carbon của nó là có cái hàm lượng phosphor thấp nhất trên thị trường thì cái thằng Raywell với thằng Continental á lẫn một số thằng Rift Awatis á nó nói là nó không có phốt pho ở ở trong thang hoạt tính của nó thì cái thằng Sikem các bạn này lên web các bạn sẽ thấy thì Sikem nó mới nói rằng nó khẳng định rằng đó là bất kỳ thang hoạt tính nào cũng sẽ có cái nguồn phốt pho còn những cái bạn còn những cái khách hàng công ty mà nó đưa ra một cái thông tin như vậy đó, là nó đưa ra một cái thông tin không chính xác mà nó đang đánh cháo khái niệm các bạn nó luôn luôn có cái nguồn phốt pho ở trong cái thang hoạt tính chủ yếu là nó nhiều hay ít và nó có xét nghiệm được hay không và cái mật độ của nó nhả vào nước nó nhiều hay là ít thôi các bạn nó nhiều hay là ít thôi thì đối với những một số cái thằng hãng người ta thấy được cái nhược điểm này của than hoạt tính cho nên người ta thêm vô một cái số thành phần để mà nó hấp thụ đi cái lượng phốt ở trong cái than hoạt tính nhả ra ví dụ như thằng si kem magic carbon nó thì nó cộng thêm cái thằng phốt thì nó tạo thành thằng si gel và các bạn lưu ý nha cái phốt này nó chỉ đủ và vừa để nó hấp thụ cái lượng phosphor nhả từ ma khí carbon chứ nó không có thể nào hấp thụ pho phó, phó không phosphat ở trong bể cá của các bạn một điều không khôn ngoan khi các bạn sử dụng si gel thần thánh hóa để trở thành một cái loại mà giảm B4 trong hồ cá đó là một cái sự rất là sai lầm bởi vì nếu các bạn có xài tới Fortbon hay là Fortnet hay là Burfield hay là những cái thằng như Fortum đi chăng nữa thì nếu mà B4 trong hồ các bạn cao thì những cái thằng đó nó cũng chả có giảm nổi chứ đừng có nói chi mà một cái thằng mà ức ơ đâu ra mà nó giảm nha đó, thì có một số người đưa ra một cái quan điểm rất là sai lầm là tuyên truyền và thằng thánh hóa nó lên thì nó rất là đáng tiếc các bạn bởi vì kiến thức không có mà còn đi tuyên truyền những cái điều sai trái nữa rồi cộng thêm cái nữa đó là cái thằng mà burit á hoặc là cái hoặc là cái thằng than orb thì burit nó lấy từ cái than orb là cái dạng mà than mà hấp thụ ion chứ không phải hấp thụ dạng phân tử giống như là cái than một tính bình thường thì nó lấy cái thằng này thì cái thằng này nó cũng có một ít nhả ra pháp pháp thì nó có bao gồm một cái loại nhựa resin thì cái nhựa này á trong bốn loại nhựa thì trong đó có một cái loại nhựa resin để mà hấp thụ cái thằng cái thằng B4 thì các bạn lên web các bạn sẽ thấy cái loại nhựa đó luôn thì cái loại nhựa đó nó sẽ hấp thụ một cái lượng mà B4 cao hơn cả cái thằng mà sắt oxit cái thằng mà à, của aqua vitro nữa các bạn thì cái loại nhựa đó nó có sẽ nó có thể là khả năng nó sẽ hấp thụ được uh, B4 từ trong cái than hoạt tính nó nhả ra và nó cũng có khả năng hấp thụ một chút xíu mình nói một chút xíu thôi nha một chút xíu b 4 từ trong nước nhả ra cho nên bản thân các bạn nào mà hộ các bạn b 4 cao các bạn có thả buric vô thì nó cũng không có giảm b 4 còn cái lời của nhà sản xuất thì họ nói có thì đương nhiên họ nói có thì họ nói có nhưng mà không nói bao nhiêu hết tại vì nó rất là ít nó chả có đáng kể nhưng mà có thì họ hay nhân nói có thì nó cũng chả phạm vào giới nói dối À, còn nếu mà các bạn đặt một cái kỳ vọng quá lớn thì cái đó là lỗi của mình chứ không phải là lỗi của của, của nhà sản xuất nha các bạn nha à, lỗi của mình chứ không phải lỗi nhà sản xuất cho nên là các bạn nên biết là nếu mà vấn đề hồ mình nó đang là một cái vấn đề gì thì mình phải sử dụng cái gì để mà giải quyết không có thể nào mà đang gọi là đi mổ mà uống thuốc giảm đau mà đè đầu uống mấy cái viên mà thuốc đau thuốc thuốc cho thuốc, thuốc nhức đầu bình thường tại vì nó 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 không có tác dụng với cái vết mổ đó, các bạn à, thì cái đó là cái mà mình nói đến ở đây đó là bất kỳ một cái loại than hoạt tính nào thì nó cũng sẽ có tuy nhiên á nó nhiều hay nó ít thôi thậm chí những cái thằng ví dụ như ma carbon á thì nó cũng không có đáng kể đối với cái hồ các bạn nếu mà hồ các bạn mà cây thủy sinh nó quá nhiều nhưng mà nếu mà một cái hồ san hô thì nó lại là đáng kể nha các bạn nha tại vì mức độ của san hô nó cần b 4 rất là thấp dưới 0,3 còn hồ thủy sinh thì nó cần dưới một thì cái lượng nó nó chả đủ thấm nhiều đâu khi mà cây mà nó hấp thụ cái loại đó hết à, thì nó cũng có cái này cái kia rồi một cái thông tin mà đáng lưu ý ở đây nè than hoạt tính nó sẽ gây ra bệnh lỗ đầu là hô in và bệnh xói mòn cơ quan đường bên và cái thông tin này mình đã đọc cách đây 2 năm rồi các bạn nhưng mà chưa có một cái kiểm nghiệm và cũng chưa có một cái, cái 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 nghiên cứu khoa học nào mà nó thực chất mà nó đẩy ra nó đẩy ra để mà có thể tin tưởng được nhưng mà bây giờ là mình đã trải nghiệm thì bản thân là một cái hồ dĩa với atom của mình cái hồ này nó trị giá lên tới 51 triệu tiền cá nha các bạn nha không có nổ đâu 51 triệu tiền cá đó 51 triệu tiền cá và khi mà mình xài cái thằng mà rít này nè để mà nó hấp thụ những cái nhựa những cái mà cái màu của lũa nó ra ban đầu các bạn thì vô tình thì mình thấy sao mà cái bệnh lỗ đầu của nó càng ngày càng trầm trọng, trọng mà đương nhiên những con cá này nhập về Việt Nam là con nào cũng bị lỗ đầu đó. tại vì lỗ đầu từ bên Brazil rồi chứ nó không phải là ở Việt Nam không đâu đó là chạy nó dưỡng là nó đã bị rồi đó. thì cái bệnh này mình thấy nó càng ngày càng trầm trọng Mặc dù mình có chữa thuốc nha và mình cũng có cho ăn những cái chế độ dinh dưỡng theo những cái bài mà nghiên cứu bổ sung omega 3, 369 sáu rồi vitamin, rồi acetamin, đồ đàng hoàng, đồ rất là nhiều thì mình vẫn thấy cái bệnh nó càng ngày càng nghiêm trọng sau đó là mình thử lấy cái này ra thì khi mà lấy cái này ra thì mình thấy là cái bệnh của nó nó ngưng phát triển các bạn và từ từ nó mới bắt đầu nó hồi phục lại thì chứng tỏ là cái cái, cái việc mà than hoạt tính nó gây ra bệnh lỗ đầu là có thật và cái này là cái sự vô tình mình phát hiện chứ mình không có gọi là điên hay là tốt lành tới cái mức độ mà đem hơn 50 triệu ra để làm thí nghiệm thôi tại vì đối với mình đó là cứu dập giật trả ơn mà cú nhân nhân trả oán mình không có nếu mà mình nhiều tiền vậy mình sẽ làm một cái chuyện khác nó nhiều phước đức hơn chứ mình không có tính đóng góp một cái nghiên cứu cho một cái ngành cá kiển Việt Nam mình vậy đâu <laughs> Rồi cái đó là chỉ là một cái vô tình thôi cho nên nói ra để các bạn đừng biết là không phải là mình uh, mình thằng này nó khùng hay nó nó đem mấy chục triệu ra để làm chuyện đó thật ra cái này là vô tình thôi chứ không ai mình không có rảnh để mà làm chuyện đó. Rồi ở đây các bạn search này than hoạt tính gây nên bệnh lỗ đầu ở cá thì ở đây các bạn thấy không cái số lượng kết quả tìm kiếm nó lên tới 15 triệu và cái số lượng này mỗi ngày mỗi tăng các bạn tìm kiếm cái đánh cái y chang như cái từ của mình luôn rồi xong rất là hai ba ngày các bạn quay lại các bạn tìm kiếm cái số lượng này nó lại tăng lên nữa cái số lượng này nó lại tăng hơn nữa chứng tỏ là nếu mà không có cái 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 việc này xảy ra thì không thể nào mà cái số lượng tìm kiếm và cái số lượng thông tin nó càng ngày nó càng lan rộng ra như vậy các bạn và nó lan nó lan theo từng năm chứ không phải là nó lan theo ngày nó không có giống như một cái scandal ở trong showbiz mà nó lan theo ngày mà ở này nó lan theo từng năm và các bạn thấy là nó rất là nhiều những cái trang những cái trang mà từ những cái trang hay là những cái 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 hội nhóm ở trên mạng ở từ cá biển cho tới cá nước ngọt các bạn thấy không nó rất là nhiều ở đây nó ghi nó là nhiều ở đây nè thậm chí ở đây có wikipedia này người ta nói nè cái bệnh how in hết cái bệnh lỗ đầu này nó có thể được loại bỏ bằng cách các bạn loại bỏ hết toàn bộ than hoạt tính ở trong hồ các bạn và các bạn tiến hành thay nước khoảng 90% này kia rồi chế độ dinh dưỡng này nọ nữa là các bạn thấy rằng là than hoạt tính là một trong những cái nguyên nhân thì ở đây các bạn xào thớt đi xào thớt ở đây nó sẽ cho ra các bạn những cái lời giải thích thì bây giờ mình tóm tắt cái lời giải thích như thế này nha than hoạt tính nó là nó hấp phụ nha các bạn chứ không phải hấp thụ nha hấp phụ hấp phụ là như thế nào tức là trên cái bề mặt của nó đó, nó giống như một cái cạm bẫy gì đó nó sẽ giam giữ hết những cái chất hữu cơ này và những cái chất hữu cơ này nó là cái nguồn nuôi dưỡng con ký sinh trùng nó không có nuôi dưỡng vi khuẩn nổi đâu các bạn nha các bạn nên lưu ý vi ký sinh trùng được sắp vào là giới động vật không được sắp vào là giới nấm và vi khuẩn nha chúng ta có ba giới giới thực vật giới động vật với nấm và vi khuẩn ba giới nấm và vi khuẩn không được sắp vào động vật hay thực vật luôn nó là nằm một cái giới riêng lẻ Đó. thì cái ký sinh trùng này nó được xem là một cái loài động vật nó được xem là động vật cho nên là giết nó là sát sanh á nhưng mà có thể sám hối rồi thì cái việc mà nó nuôi cái con này mà không có vật chủ thì nó sẽ sống lâu dài ở trên đây mà cái thang hoạt tính nó có khả năng là nó hấp thụ khoáng vi lượng nó không hấp thụ được khoáng đa lượng nhưng mà nó lại hấp thụ được khoáng vi lượng và nó làm cho cái nguồn dinh dưỡng mà ký sinh trùng thì nó cần khoáng đa lượng để mà nó 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 điều hòa thẩm thấu cơ thể của nó và nó gần như là nó sống một cái môi trường khá là hoàn hảo khi mà nó không có vật chủ Đó, thì nó sẽ gây, khi thì nó cũng sẽ sinh sản và nó lây lan ở trong bể và nó ký sinh vào trong cái cơ thể đường ruột của những con cá và nó gây lên cái này à, các bạn nên biết nha cái bệnh halloween hết là cái bệnh phổ biến ở những con cá xiếc ví dụ như cái dĩa cái tôm đặc biệt là những con quang giả là siêu bị không có cửa nào mà mình phòng được hết á À, không có cửa nào mà phòng tại vì nó bị là nó bị ngay bên trại bên đánh bắt rồi là nó bị ngay từ bên Brazil rồi chứ nó không có phải là về Việt Nam mới bị đâu và những một số cái loài cá mà uh, nhân tạo ở đây là nó cũng sẽ bị cái bệnh đó còn đối với cá biển đó, thì nó biểu hiện nó không có biểu hiện cái lỗ trên đầu nó không có bị sẹo rỗ trên đầu mà nó lại bị cái cơ quan đường bên nó bị một dây ở cơ quan đường bên thì đa phần nó sẽ diễn tiến ở cái loài mà cá tăng á mấy con cá mà họ cá nẻ họ cá bắp nẻ cá phẫu thuật á thì nó sẽ diễn tiến ở những cái biểu hai cái biểu hiện nó như vậy nhưng mà cùng một chủng và nó ở hai cái môi trường khác nhau thì nó sẽ cho ra hai cái biểu hiện khác nhau và bệnh này về lâu về dài thì nó mới giết chết con cá có thể nó giết chết con cá cũng tính theo năm luôn chứ nó không có tính theo tháng các bạn nó sẽ làm cho con cá của các bạn thì ký sinh trùng này là ký sinh trùng đường ruột nhưng mà nó biểu hiện ra trên da đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng con cá nó ăn mà nó cứ còi cọc hoài nó có lớn nổi là mấy con này ăn vô là hút hết trơn à thì đó là cái này là cái thông tin mình nói thêm ở ngoài lề chứ nó không có dính cho nên là khuyến nghị các bạn là không nên xài than hoạt tính một cách thường trực ở trong bể à, ở trên đây á, một số hãng người ta cũng khuyến nghị các bạn khuyến nghị các bạn là chỉ nên sử dụng theo thời điểm thời điểm là như thế nào ví dụ như là nước các bạn mà lúc đó mà nó quá đục hay là nó bị ô nhiễm các bạn bỏ vô đó các bạn hút một cái các bạn dục ra còn không là nếu mà các bạn đang mà sau khi mà các bạn chữa bệnh á, thì thuốc á, nó sẽ được dịch chuyển bởi thang hoạt tính khoảng 24 đến 48 tiếng hút thuốc thuốc xong dục ra đó. nhưng mà những cái loại thuốc hiện tại của những cái hãng mà API hay si á, là nó phân hủy từ 24 đến 48 tiếng khỏi hút thì tự động nó cũng phân hủy hết thì tự động nó cũng phân hủy hết cho nên là khỏi hút cũng chả sao thì đó là cái thông tin ngoài lề. cái thứ ba nữa đó là cái cái một trong những cái nguồn mà gây đột biến về B4 đó là những cái chất đệm BH có B4 thì nó chỉ có BH thôi chứ không có đệm khác nha các bạn nha ví dụ ở đây cái hình minh họa của mình là Discord buffer thì nó có arawana buffer này kia nó có tầm lum hết thì cái thằng này nó sẽ đẩy cái B4 của các bạn lên mà không có một bộ test nào mà nó test nổi hết đó tại vì nó dược trần nhiều quá và B4 này nó đẩy lên thường là trên 10 tới 20 luôn các bạn nó đẩy lên rất là cao và lý do tại sao người ta dùng cái hệ đệm B4 này thì cái đệm B4 này nó bền hơn đệm KH các bạn nó thứ nhất là nó bền nó bền hơn cái thứ hai nữa đó là nó cũng làm mềm chất nước một phần là nó giúp mà giảm cái 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 cái, cái, áp lực về 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 cái áp lực thẩu thấm đó, và mắc chất điện giải đối với những con cá nước ngọt đó, những cá mà nước mềm đó các bạn đó thì nó sẽ có cái ưu điểm đó ngoài ra nó còn có một ưu điểm nữa đó là cái gốc mà cái gốc mà axit hữu cơ này nè là cái gốc mà idat thì cái gốc này á người ta có bổ sung thêm những cái đây là gốc axit axit có muối b 4 trong trọng thì cái gốc này nó giúp cho con cá các bạn lên màu đặc biệt là những con cá mà ví dụ như con cá rồng nhất là con quyết lông hay là mấy con cá mà có màu đỏ hay là con cá lóc á cho nên là các bạn thấy là khi mà bỏ arowana buffer vào thì con cá của bạn lên màu đẹp thì arowana buffer thì nó có cái nồng độ này nó cao hơn cái thằng mà discus buffer cho nên là giá nó thành nó mắc hơn đó, thì đây là ba cái ưu điểm nhưng mà cái nhược điểm lớn nhất của nó đó là nó tăng B4 nhưng mà cái tăng B4 này nó sẽ không trở thành nhược điểm nếu các bạn chỉ nuôi cá thì mình nói rồi B4 nó không gây hại trong cái bể có cá. Đó, nó không gây hại trong cái bể có cá. Đó mà bể thủy sinh về bể test thì đương nhiên là không có xài sản phẩm này cho nên là mình né sản phẩm này ra đối với cái bể mà liên quan tới B4 thì những cái bể đó bắt buộc các bạn phải điều chỉnh bằng KH thôi mà KH thì cái hệ đệm nó không có bền bằng thật sự nó rất là kém bền đối với nhất là trong những cái môi trường mà axit yếu đó các bạn. Nó thật sự nó khá là kém bền đó. Rồi một cái nữa đó là nguồn nước máy, nguồn nước máy nó không có đóng góp B4 đáng kể vào trong hồ, đặc biệt là kể cả, cả hồ thủy sinh bởi vì á, cái lượng B4 trong nước máy nó rất là thấp và cây thì nó cũng đã hấp thụ hết rồi. Thì lý do tại sao người ta bỏ B4 như nguồn nước máy là để cho người ta bảo vệ cái đường ống nước đó, để cho nó đừng có hư hao. Còn nguồn nước giếng á, những cái nguồn nước giếng nào mà nó gần những cái nơi mà nguồn nước ngầm nó gầm ở những cái nơi ví dụ như nhiễm ure á, nhiễm phân bón ure hay nhiễm phân lân thì nó đều nhiễm hết tất cả nitơ và phó pho thì cái nguồn nước này cái nguồn nước ô nhiễm rồi thì không nói tới thì cái nguồn nước giếng của chỗ mình thì nó lại không có ừ. rồi ở mức độ hợp lý B4 nó giống như là một con dao hai lưỡi vậy đó giống như nitơ thì nó đều có một cái con dao hai lưỡi nó đều là dao hai lưỡi hết thì ở mức độ hợp lý ở trong một cái bể thủy sinh và một cái bộ tép lạnh á, thì nó là 0,15 cho tới 1 thì lý do làm sao thì trong cái clip mà tổng quan dinh dưỡng á cổ bể thủy sinh mình đã nói rồi cây thủy sinh nó không có cần quá nhiều phân lân giống như cây trên cạn để tạo bộ rễ để nó chịu hạn rồi còn tép B4 mà nó cao thì tép nó không có lột vỏ được ở cái dùng mà tép Sula đó trong cái bể mà Sula Sulawasi mình cũng nói tới rồi là cái nguồn B4 ở bể Sula là là 0 nhân 10 mũ trừ 6 tức là nó số 0,6 số 0 đến sao nữa thì các bạn mới thấy được một con số dương thì B4 nó rất là thấp do cái việc mà kiến tạo địa chất của nó là lượng sắt oxit nền sulacen nó rất là nhiều thì bởi vì một cái lượng B4 mà nó cao dược một chút xíu thôi thì nó cũng đã làm cho tép sula sốc và không thể lột vỏ được. Do đó nuôi tép sula là được đa phần gặp cái hiện tượng là tép lột vỏ chết, tép không lột vỏ được chết. Nó cứ lọc đi lặp lại cái chu kỳ đó. nhưng chứ nó không có giống như tép lạnh hay là tép ong. Tại vì cái bản thân của những con đó nó có thể chịu được, nó có thể chịu được là gần như là nếu mà các bạn lấy một cái bạn chia cho không các bạn tính giới hạn ra thì nó là cộng vô cực chứ còn gì nữa một số mà chia cho không là ra cộng vô cực hết. Thì cái 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 giới hạn của nó là nếu mà nói nôm na mà chia cho 6 số không ở dưới phía sau thì nó sẽ hơn là sáu 6 triệu lần. Thì nó sẽ hơn sáu 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 triệu sáu triệu sáu triệu sáu triệu để sang 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 hô á là hơn cộng hơn cộng 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 của định 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 nhưng mà ta cũng cần thực dầu thực giàu thực 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 bậc cao giống như thì

tác hại và vai trò của B4 ở trong bể cá thì cá là nó vô hại rồi tép thì không thể lột vỏ lý do mình cũng nói trong cái clip đó cái clip mà không thể lột vỏ của tép đó là B4 nó ngăn chặn tép cường hóa vỏ và hấp thụ canxi magie trong cái quá trình lột vỏ thì tép không tạo được vỏ mới đương nhiên tép chết đối với cây thị sinh nha B4 quá cao cây thị sinh không thể hấp thụ được sắt lẫn một loạt các nguyên tố khác cây thị sinh không hấp thụ được sắt do đó trong hồ các bạn mà các bạn nói là tại sao tôi bổ sung sắt nhiều mà cây nó vẫn bị rỉ sét tại vì nó không hấp thụ được sắt và các bạn lưu ý nha sắt nó không có giống như bất kỳ một cái nguyên tố nào khác đối với cây cây nó không thể vận chuyển sắt từ cái nơi thừa qua cái nơi thiếu nó chỉ có nằm chết động ở chỗ đó thôi cho nên là cái chỗ nào thừa thì, nó vẫn bị thừa mà cái chỗ nào thiếu thì nó bị rỉ sét thôi và một cái nữa đó là khi mà b 4 á nó không nó cao á, thì hồ thủy sinh đa phần á, là cứng nó sẽ thấp cứng nó thấp thì cây nó mới đẹp cây nó mới sống nổi một số loại cây yêu cầu phải cứng thấp mới chịu nổi nha ví dụ như một số cây như thuộc dạng mà họ hoàng thế dương á, mà những cái loại cây mà tulia đó cứng mềm á, thì những cây đó là phải phải mềm nó mới sống nổi cứng là chết luôn các bạn mà độ cứng mà các bạn từ năm trở lên là chết à. thì với cái độ cứng mà nó thấp á, thì cái hàm lượng ma ở trong cái bể nước ngọt á, nó chiếm tỷ lệ 31 so với canxi đó là ba canxi một ma thì ma này nó có một cái vai trò đó là nó tạo chất dịp lục cho cây mà kép kịp lục thì nó có vai trò là quan hợp và tổng hợp carbon cho cây thì nếu mà B4 cao cây nó cũng sẽ không hấp thụ được ngược ma nhê và nó lẫn cũng không hấp thụ được đồng và kẽm luôn thì nó gây ra cái hiện tượng là chất nhịp lục của cây càng ngày càng già hóa lão hóa và cây không có thể nào mà sản xuất ớt được thêm chất diệp lục thì cây nó cũng sẽ hạn chế quan hợp mà khi hạn chế quan hợp thì các bạn thấy CO2 bổ sung cỡ bao nhiêu nó cũng chả nghĩa lý gì thì nó đâu lấy nguồn carbon mà carbon không có thì nó cũng chả tạo axit amin thì nó cũng chả thèm hấp thụ hữu cơ đó thì bắt đầu các bạn thấy nó đi theo nguyên một cái chuỗi domino không? Thì cây của các bạn sẽ nên èo ồ, kém phát triển, nói chung là cây của các bạn rất là xấu. Thì khi mà sắc mà nó kết hợp với B4 thì nó tạo thành mà sắc 3 B4. Cái sắc 3 B4 này cây không hấp thụ được nhưng mà duy nhất cái thằng rêu chùm đen nó lại hấp thụ được. Khi cái thằng rêu chùm đen nó hấp thụ được thì nó sẽ dẫn đến một cái đợt bùng phát rêu chùm đen thì các bạn thấy nha. Bây giờ mình đi theo cái hiệu ứng domino tiếp cây mà nó yếu ớt này ảo nó không thể nào mà nó hấp thụ carbon không thể nào hấp thụ nitơ và các khoáng chất khác thì nó nhường cái 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 nguồn thức ăn nó lợi cho rêu chùm đen đã mạnh giờ tao cần mạnh hơn thì khi đó là rêu chùm đen nó phát triển một cách bùng phát luôn các bạn do đó chỉ cần một cái dấu hiệu rêu chùm đen thôi là mấy ngày sau các bạn sẽ thấy là cái sự phát triển ồ ạt của rêu chùm đen mà các bạn chống là không nổi thì cái này á, nhiều người ta nói là lấy cái si quá xịt vô thì nó chết thì đương nhiên một cái lượng mà nó 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 đậm đặc như vậy xịt trực tiếp vô thì rêu chùm đen nó chết và nó sẽ hòa loãng ra khi mà nó hòa đoạn ra thì nó sẽ thì nó sẽ giúp cây thực hiện được quá trình quang khử sắc bởi vì Excel nó có một cái tác dụng rất là hay đó là nó giúp cây thực hiện được quá trình quang khử sắc là cái thằng axit thì nó làm không được axit thì nó đẩy vô nó đẩy vô cái thằng mà hô hấp chứ nó không có đẩy vô quang hợp còn Excel nó có khả năng là đẩy vô quá trình quang hợp và nó giúp cây thực hiện quá trình quang khử sắc thì ở đây là các bạn cũng có thể trị bằng Excel cái này mình nói sơ thôi chứ mình không có nói kỹ đâu rồi cyanur xanh và đỏ một khi B4 mà nó đã dược một cái tỷ lệ thì nó sẽ gây ra cyanua xanh và đỏ Nó sẽ gây ra cyanua xanh và đỏ ở đây Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là cái tỷ lệ Mình đã nói cái tỷ lệ Redfield này khá là nhiều lần đó các bạn Nhưng mà chưa có một cái clip nào mà nói hoàn chỉnh về nó hết đó. Thì bây giờ mình đã cũng nói sơ về nó thôi Cái tỷ lệ Redfield này, đây là một cái công trình của ông Redfield Và được đặt theo tên của ổng và nó được đọt giải Nobel các bạn thấy nó đơn giản vậy thôi chứ thật sự ra là người ta phải mất cả đời người ta để người ta làm cái 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 việc này các bạn ở đây các bạn thấy nè mình luôn luôn neo theo nậu ba bởi vì cái nitơ ở trong hồ cá đó amon nhắc mà đi nó phải bằng không rồi thì bây giờ mình chỉ neo theo nậu ba thôi một cách tương đối đương nhiên thì nó sẽ có những cái nguồn nitơ khác từ hữu cơ mà mình không có neo theo được đó thì mình chỉ đo một cách tương đối thôi đó là mình neo nail mình lấy nổ lấy ni trát làm nguồn ni tơ thì các bạn xem đây nè ở cái trục tung ở phía trên ở cái ở trục hoành chứ các bạn nè các bạn thấy nè với hồ thủy sinh á thì cái ni tơ đó nó sẽ dao động từ khoảng là 3.5 nhưng mà lý tưởng nó sẽ là 5 cho tới 10 ở cái khoảng này ở cái khoảng này thì các bạn đối chiếu nha cái dùng màu trắng này là cái dùng tỷ lệ an toàn thì các bạn đối chiếu nha nếu mà ở đây cái hồ thủy sinh của mình ví dụ giả sử như những cái hồ mà đang mà chơi mà hệ rái hệ bu xét hay là mấy cây liễu răng cưa thì các bạn đối chiếu ở ngay cái cột năm này bằng năm này thì các bạn đối chiếu nguyên cái dùng này sẽ là cái dùng an toàn b 4 thì b 4 nó lên là 0,3 chạy cho tới một thì B4 của thằng này là 0,3 cho tới 1. Ở trong cái dùng này là cái dùng cân bằng và cái dùng an toàn. Lệch khỏi cái dùng này là có chuyện lệch khỏi cái dùng này có chuyện là sao Nếu mà lệch khỏi cái dùng này Ví dụ như nó nằm ở trên cái dùng màu xanh này các bạn Tỷ lệ nó là 25 tức là B4 nó từ 0.1 độ xuống Thì cái dùng màu xanh này là cái dùng tạo phát triển Cái dùng này sẽ gây bùng phát bở tảo Cái dùng này là gây bùng phát bở tảo Rồi cái dùng cyanur là cái dùng mà ở dưới cái dùng màu xanh tím này các bạn Thì đâu đó là khi mà nó từ cái tỷ lệ 0.8 trở lên Ở đâu, đâu, xin lỗi các bạn Nó từ 1.1 trở lên thì nó sẽ gây ra cyanur bởi vậy CNU nó không đơn giản đó chỉ là B4 nó cao mà nó phải làm lệch cái cân bằng với NO3 và tảo nó cũng không có đơn giản đó là B4 và N3 nó cao mà nó bắt buộc nó phải bị lệch qua hỏi cái tỷ lệ này. Tuy nhiên mình vẫn không loại trừ những cái khả năng ngoại lai. Ở đây mình tập trung chính vào cái nguyên nhân chính là cái tỷ lệ Redfield. Trong cái dùng màu trắng này nó sẽ không gây ra tảo và cyanur trong cái dùng màu trắng này thực vật sẽ phát triển tối ưu và cân bằng nhất về nồng độ dinh dưỡng tức là thực vật nó sẽ luôn phát triển ở trong cái tỷ lệ này nha các bạn nha tảo và thực vật san hô nó sẽ luôn phát triển ở trong cái vùng trắng này nhưng mà các bạn nên lưu ý nha các bạn lưu ý nha ở đây nè nó đẩy lên tới 50 nè là không nên nha các bạn nha tại vì á nếu mà mình nói cây lý tưởng nó sẽ là 5 tới 10 mặc dù cũng có nhiều tài liệu nó nói là tới 20 nhưng mà bắt đầu 20 là mình thấy là nó nó có nhiều triệu chứng xảy ra rồi tại các bạn thấy không từ 20 trở đi là cái dùng xanh này nó không còn nữa nó chỉ còn vùng tảo, thì, cái dùng tảo thôi xin nuôi nó không còn nữa đó. còn ví dụ như sang hô là người ta nói là tỷ lệ từ 3 cho tới 5 thì ở đây là 3.5 cho tới 5 này thì nó nằm ở trong cái 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 vùng này là cái dùng lý tưởng của san hô 3.5 tới 5 thì các bạn tra ở đây. Còn cái dùng mà để mà cho cây thủy sinh nó là nó sẽ 5 tới 10. Thì ở cái vùng này là cái dùng lý tưởng nếu mà các bạn xét NO3 bằng 10 thì B4 của các bạn nó có thể đẩy lên tới 2 nhưng mà ở đây các bạn nhìn nè. Nếu mà B4 nó bằng 1 thì tỷ lệ nó bằng con số 10 luôn nó rất là đẹp. Bởi vậy người ta hay thường nói á, cái tỷ lệ mà nitơ chí phosphor trong bể thủy sinh là tỷ lệ 1:10 10 đó các bạn tức là 1b4 nó sẽ ra là 10 10 3 nó sẽ xin là 1 10 Tuy nhiên ở đây nếu mà người đẩy đẩy xuống 5 á, thì người ta vẫn thấy nó vẫn nằm ở trong cái mức độ an toàn vẫn nằm ở trong mức độ an toàn Tuy nhiên thì mình cứ chạm cái lý tưởng nhất là cái 10 cho tới 16 10 tới 16 là cái mức độ lý tưởng nhất đa phần hồ thủy sinh sẽ là mức 10 còn đa phần hồ san hô nó sẽ là mức 16 do đó là nổ 3 nó mà bằng 10 thì các bạn cứ chia xuống cho 10 thì nó ra b4 bằng 1 nếu nó bằng 20 thì các bạn chia xuống cho 10 thì b4 nó sẽ bằng 2 nó sẽ bằng hai nó kiểu kiểu cỡ như vậy thì nó ra cái mức độ lý tưởng đó, thì cái này các bạn có thể tra cái bảng này hoặc là các bạn cứ sử dụng một cái tỷ lệ cái bằng chia xuống từ 10 tới 16 là an toàn mà lợt hai con số đó là thế nào cũng có chuyện ví dụ như mà nó lợt trên con số 10 á, thì đương nhiên nó gây ra tảo mà lợt con dưới ở lộn nó lợt trên 16 thì nó gây ra tảo mà nó dưới con số 10 á, thì thì nó khả năng là nó gây ra cyanua thì có một cách tương đối như thế thôi các bạn nha rồi bây giờ mình quay trở lại cái slide chính của mình cái cái này mình sẽ nói kỹ hơn vào cái clip mà phân đạm với phân lăng, phân NBK của của cây thủy sinh rồi kế tiếp kế tiếp các bạn sẽ thấy là san hô nếu mà B4 nó quá nhiều thì nó sẽ gây bùng phát cái tạo cộng sinh ở trong cái tế bào san hô thì khi cái tạo cộng sinh này nó bùng phát cái loại tạo này đa phần nó sẽ có màu nâu và nó ăn lắng ác cái màu gốc của san hô và san hô nó bị quá nâu thứ nhất mất màu thứ hai nữa tạo cộng sinh phát triển một mức độ quá mức thì nó sẽ quan hợp và nó tạo nên oxy nằm ở trong cái mô san hô và làm cho san hô bị lão quá thì san hô nó sẽ tiến hành nhận một cái tín hiệu đó là nó trục sức hết tất cả các tạo đơn bào này ra khỏi cơ thể của nó và nó không có đủ thông minh để mà nó biết là trục sức bao nhiêu là đủ cho nên là nó trục sức một cách vô tội giả nó trục sức sạch và cái quá trình này cực kỳ tốn nhiều năng lượng nó giống y như là một cái con người mà đang bị trúng thực mà phải uống thuốc sổ các bạn là bị giật trên giật dưới luôn giật đường miệng giật đường hầu môn luôn đó là giật giật tụ huyết áp luôn á mà đã giật như vậy rồi là chỉ có nằm mà vô nước biển thôi mà cái gì không cho các bạn vô nước biển mà còn bắt các bạn đi đi tự nấu ăn đi làm đồ ăn thì các bạn làm gì làm nổi tại vì khi mà không có tạo cộng sinh nữa thì con san hô bắt buộc nó phải chuyển qua cơ chế săn mồi thì các bạn nghĩ nó phải tốn thêm năng lượng nữa mà nó làm gì nổi không thì mình đặt cái con người mình vào một cái vị thế đó là bị giật chết bà luôn là chỉ có vô nước biển nằm truyền dịch thôi chứ làm gì mà kêu mày tự đi nấu đồ ăn mày tự đi chợ tự làm đi không mày nấu chết thì đúng là chỉ có chết thôi chứ không có sao mà sống được hết á thì cái kiểu là của con san hô nó cũng như vậy rồi đối với cái vai trò thì đa phần mình trải nghiệm thì mình trải nghiệm rất là nhiều bể thủy sinh rồi thì đa phần ở trong bể thủy sinh thì nó chỉ có thiếu B4 chứ không có thừa. Do đó cái nguyên nhân B4 mà tác hại này nó ít khi nào nó xảy ra. Tuy nhiên cũng không loại trừ nó có. Nó có là do các bạn xài phân nền nó kép chất lượng. Mình thì toàn là xài nền chơi cho nên gần như là mình chỉ có hụt chứ mình không có thiếu. À, mình chỉ có thiếu chứ nó không có thừa à, Thì cách mình là mình xài nền trơ, còn nếu mà phong nền mà nó kém chất lượng thì đương nhiên là nồng độ dinh dưỡng nó trộn không tối u Nó nhả ra quá nhiều thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà thừa như thế này Do đó mình vẫn thích Chọn nền trơ bởi vì mình thích Mình muốn kiểm soát chứ mình không có muốn bị người ta nắm đầu loi cổ đi à, à, Chứ cái đó là mà các bạn không thể kiểm soát được, còn cái này ít nhất các bạn kiểm soát được, mình nói thà thiếu mình bổ sung vô được chứ đừng có thừa Mình giảm nó rất là khó các bạn đa cái nào cũng vậy hết á thì thủy sinh nó là đối với thực vật nha chứ không phải riêng thủy sinh thì b 4 nó có vai trò khá là quan trọng nó là một phân đa lượng đi kèm với nbk mà hình thành tế bào cân bằng nitơ còn cân bằng nitơ hồi nãy là mình đã giải thích rồi đó cân bằng nitơ tham gia vào quá trình quan hợp và hô hấp và tạo bộ rễ tạo bộ rễ đối với cây ghen cạn thì nó tạo bộ rễ khá là nhiều khi mà mùa hạn người ta thường thúc phân lân để cho cây nó tạo được cái bộ rễ để nó tìm nguồn nước mới và nó chịu hạn và vững chảy hơn các bạn đối với cây thủy sinh mà nếu các bạn chơi nền trơ mà hồ các bạn chưa phân nước nữa rễ cây nó không ra bao nhiêu hết tại vì đối với cây thủy sinh như mình nói ở clip cái clip phần 1 tổng quan về hồ thủy sinh thì nó hấp thụ ở mọi cơ quan luôn từ lá cho tới thân nó đều hấp thụ hết cho nên là nó không phụ thuộc về bộ rễ có chăng khi các bạn sử dụng mà phân nền cốt nền mà nó nhả chậm mà nó khó nhả vô trong nước do các bạn đặt một cái lớp nền trơ cho nó dày thì nó bắt buộc nó phải len lỏi cái rễ xuống dưới để mà nó hấp thụ cái dinh dưỡng phía dưới thì bộ rễ nó phát triển mạnh hoặc là những cây thân cũ ở san hô cũng tương tự như vậy phải có một lượng b 4 rất là nhỏ để cho thảo phát triển chứ mà test ra bằng 0,0 là là câu như cũng thua luôn rồi đó, và chu trình niter nó sẽ hình thành không có B4 chu trình nitơ nó sẽ không hình thành được thì bây giờ qua cái con đường dẫn đến chu trình phát pho mình cũng sẽ giải thích luôn tại sao mà không có B4 chu trình nitơ nó không hình thành được. Con đường thì chỉ có hai con đường giống chu trình nitơ, một là tự dưỡng hai là dị dưỡng. Một cái như thế này, vi khuẩn cần B4 để mà tiến hành nguyên phân và phân bào, lẫn hình thành tế thành tế bào thì chu trình nitơ nó cũng là một trong những cái loại vi khuẩn như vậy và nó cần B4 để mà nó xây dựng cơ thể và nguyên phân và có nhiều vi khuẩn và chạy chu trình nhiều hơn cho nên đó là lý do tại sao mà không có B4 là 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 cái chu trình tơ nó sẽ bị hỏng dù cho các bạn có xài vật liệu lọc xịn hay là các bạn có xài vi sinh xịn mà trong hồ các bạn mà nó không có B4 là nó bị fail nó fail ngay từ đầu luôn do đó là nhiều người thì bây giờ vẫn có quan điểm là vẫn thích cái việc mà xài mà không có cá các bạn đồng ý các bạn có thể thả một nhóm thức ăn xuống nhưng mà nó sẽ bị trên lệch về tải trọng ví dụ mà nó nhiều hơn thì không nói gì ha mà nếu mà nó ít hơn các bạn bỏ cá vô các bạn cũng phải cycle lại rồi một cái nữa như mình nói ngay từ đầu đó, thức ăn thừa là một cái dạng chất nó là một chất protein phức tạp còn cái phân cá và nhớ cá nó là một cái chất protein đơn giản thì vi khuẩn nó sẽ dùng cái chất đó và nó xây dựng cái hình thành chu trình nhanh hơn còn cái thằng này cái kia nó phải nhả ra enzyme để cho mấy thằng kia phân hủy trở thành những cái những cái chất mà nó đơn giản hơn thì nó mới tiến hành được thì nó nó quá là lâu lắm khi các bạn nó quá là lâu lắm mà mình đã có rất là nhiều mà hầu như là cái clip sai nào của mình cũng là thả cá liền hết đó chứ không có cái clip nào chỉ trừ mấy cái bể tép là mình không thả liền thôi đó. thì cái clip nào thậm chí bể san hô cá biển mình đều áp dụng cách như vậy để cho nó tương đương tải trọng sinh học và nó xây dựng cả chu trình kép một lúc chu trình đi tơ và chu trình vóc pho nó đi kép nhau chứ nó đâu có đi tắt ra nhau đâu không có chu trình nào đi trước chu trình nào đi sau nếu mà các bạn xài Bursability thì nó đi một chu trình đi tơ nó không đi chu trình Phosphor thì đúng là có rồi các vi khuẩn mà cho nên là nó giảm nó cũng giảm mà giảm rất ít không đáng kể rồi các vi khuẩn chủ yếu là các vi khuẩn mà PAP này nó sẽ tiêu thụ cái lượng B4 nhanh chóng cái vi khuẩn này nó giống như là vi khuẩn mà từ NO3 chuyển thành tơ đó nó là một dạng kỵ khí thì nó cũng phải có vật liệu lọc kỵ khí lò kỵ khí thì mình có cái clip luôn rồi clip đợt sau mình sẽ chỉ các bạn mà setup nó kỹ càng hơn. Rồi ở cái này vi khuẩn mà kỹ khí mà khử B4 thì nó chỉ có hiện tại ba hãng đó là Raywell, Continental và Robidio. Siêu và Aquitril nó không có nha. Và hai cái thằng này nè nó liên quan mật thiết với nhau. Nitơ và phosphor liên quan mật thiết với nhau. Cái tỷ lệ Redfield hồi nãy quay là một chút xíu về cái tỷ lệ Redfield Đây, nếu mà dược cái tỷ lệ Redfield này ra đó thì một cái tăng một cái sẽ không giảm được ví dụ nha NO3 mà nó bằng không là B4 nó không thể nào giảm mà nó chỉ có tăng và khi B4 nó bằng không NO3 nó không thể nào giảm nó cũng chỉ có tăng nó cũng liên quan tới cái tỷ lệ redfield ở trong chu trình niter nhưng mà nó sẽ khác cái tỷ lệ đó là nó 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 khác cái tỷ lệ đó là nó ở bậc ở cái mức độ bằng không thì các bạn mới thấy nó rõ ràng đó thì hai cái thằng chu trình này nó cũng sẽ liên quan tới cái tỷ lệ redfield luôn một khi mà lệch cân bằng là một thằng vi sinh sẽ không thể tự chịu được chỉ có một cái thằng mà dị dưỡng thì nó bất chấp tỷ lệ redfield tại nó ăn một cách vô tội dạ mà đó là vi khuẩn dị dưỡng nó sẽ tiêu thụ hữu cơ ban đầu thì khi mà các chất thải ban đầu bị giảm thì đồng loạt tất cả những cái hệ lụy về sau nó sẽ bị giảm luôn tất cả vi khuẩn dị dưỡng đều có khả năng giảm nitơ và b 4 hết tuy nhiên thằng nào hơn thằng nào thôi thì cái thằng mà ABI LGQ là cái thằng mà có khả năng giảm B4 cao nhất hiện nay và không có thằng nào mà sánh bằng cái thằng đó giờ hiện tại thậm chí cả tự dưỡng luôn và nó không đòi hỏi các bạn phải setup up một cái bể lọc kỹ khí vật liệu lọc kỹ khí gì hết và nó sẽ giảm một cách nhanh chóng và ngay lập tức bởi vì nó có cái enzyme kết B4 phát phát tự do trở thành một cái hợp chất B4 hữu cơ và vi sinh nó ngay lập tức nó sẽ tiêu thụ Nó tiêu thụ ngay lập tức cho nên là các bạn sẽ thấy là nồng độ oxy nó giảm không phanh Cá các bạn nổi mặt nếu mà hồ các bạn quá dơ và thiếu nguồn oxy B4 quá cao mà cái này là do hồ mình chứ không phải do sản phẩm Cá mà nổi mặt hay là bị ngợp là do hồ mình mình nuôi sao nó quá dơ để cho nó xảy ra cái hiện tượng đó Chứ cái hôm nay không phải do sản phẩm nha các bạn nha đó mình phải lưu ý tại sao nhiều người nó không có bị vậy còn riêng đối với hồ tép thì đương nhiên những cái thứ mà nó nhạy cảm quá thì nó sẽ bị sốc b 4 khi mà nó tủa lại thì nó dễ bị mắc dầu mang thì những cái con lớn như những con cá đó nó có thể giải quyết được cái vấn đề này tuy nhiên là những con tép nó không giải quyết được cái vấn đề này các bạn do đó là cái này không xài được cho hồ tép thì tép nó chỉ xài bằng cách truyền thống đó nó xài tự dưỡng thôi chứ nó không có xài dị dưỡng nó lại không có xài cái 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 dị dưỡng được ở trong cái ứng dụng trong hồ tép nhưng mà những cái bể khác thì nó có thể xài, xài dị dưỡng và đây là cái cách mà mình thấy nhanh chóng hiệu quả tiện lợi rẻ tiền không có giống như cách kia phải cân theo tỷ lệ Redfield nữa tuy nhiên á, cái thằng truyền thống vẫn là cái thằng tự dưỡng hai chu trình này thường nó đi kép với nhau nó khó thể nào mà nó lệch qua một chu trình tuy nhiên thì hiện tại theo quan điểm hiện tại thì nhiều nhà nghiên cứu á, người ta đã đẩy mạnh cái, cái vi khuẩn dị dưỡng tỳ nguy này rồi cho nên là người ta thấy nó tiện lợi hơn nhiều thì nó sẽ có những cái sự kết hợp Um, clip sau sẽ nói tiếp thì đó là hai con đường chính thì đây là chỉ là cái clip tổng quan và lý thuyết thôi mong rằng kết thúc cái clip này nó không có bị xảy ra cái vấn đề hư nữa nói từ nãy nói quá trời nói luôn mà nó hư clip một cái nữa là thôi quá tam ba bận mình sẽ không quay clip này luôn mình chỉ up slide lên thôi nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip phần 2 cái clip phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn test test thì nó đơn giản thôi nhưng mà cũng sẽ có một cái clip test là clip phần 3 sẽ là cái cái việc thực hành để giảm b4 trong hồ